Dạo này thì mình lướt quanh tất cả các diễn đàn này, các forum về công nghệ thì mình gặp một tình trạng rất nhiều, đó chính là các bạn hay hỏi cấu hình như này, kết hợp với linh kiện như sao hay như kia như thế nào đó, nó gây tình trạng nghẽn cổ chai hay không, hay mình thường gọi những bạn đấy là những bạn nghẽn thủ. Vậy thì nghẽn cổ chai là gì và những thành phần linh kiện nào gây hiện tượng nghẽn cổ chai? Hãy cùng mình tìm hiểu ở trong video ngày hôm nay. Đầu tiên đó chính là vấn đề tiền đâu. Cái ví tiền chính là gây hiện tượng nghẽn cổ chai lớn nhất. Cũng có thể là một số bạn có nhiều tiền thì mình không nói, thế nhưng không phải ai cũng có một ví tiền nó quá rảnh rang để có thể đầu tư vào bộ PC có đầy đủ từ một bộ cây nhá, RAM, SSD, VGA, bộ mạch chủ, tất cả những thứ gì khác, nói chung là đầy đủ hết cả màn hình, kiểu chuột tai nghe các thứ. Không phải ai cũng có một ví tiền lớn như vậy. Thế nên việc cân đo đong đếm sao cho toàn bộ linh kiện nó tương thích, nó phù hợp với nhau mà không gây lãng phí, nó là cả một vấn đề. Vậy thì làm sao giải quyết vấn đề đấy? Đơn giản luôn, các bạn tới bên mình sẽ cân đo đong đếm cái số tiền các bạn sao cho nó phù hợp với đúng nhu cầu và đúng ví tiền các bạn nhất. Vấn đề tiếp theo đó chính là vấn đề về RAM. RAM thì sẽ có hai vấn đề trong vấn đề thứ hai đấy. Nghe nó cứ sai sai thế nào nhỉ? RAM các bạn hãy cân đo đong đếm mua sao cho nó phù hợp đối với dung lượng các bạn cần sử dụng. Đối với những bạn chỉ có nhu cầu đơn giản lướt web hoặc là chơi game online nhẹ nhàng như kiểu CS:GO và lên điện thoại thì 8GB RAM có thể phù hợp. Còn đối với những bạn chơi các tựa game kiểu nó offline hoặc là các game online nặng như kiểu Warzone chẳng hạn thì chắc chắn chúng ta sẽ cần dung lượng RAM là 16GB. Và nếu những bạn có nhu cầu nó còn hơn cả thế nữa, làm việc với các bộ công cụ của Adobe như kiểu Adobe After Effects thì chắc chắn phải là 32GB RAM mới phù hợp nhất. Còn đối với vấn đề khác nó lớn hơn một tí nữa, nó sâu hơn một tí, đó chính là vấn đề về bus RAM. Các bạn có tưởng tượng câu chuyện nó như thế này: dữ liệu từ CPU nó đổ qua RAM, xong từ RAM nó phải đổ xuống GPU. Đấy chính là vấn đề nghẽn cổ chai quan trọng nhất. RAM nó sẽ gây hiện tượng đấy. Nếu như RAM các bạn chạy single channel và bus thấp, bây giờ nhá, CPU các bạn là một người họa sĩ, còn VGA các bạn cho chính là người tô màu, muốn tô màu đẹp thì tất nhiên CPU các bạn nó phải vẽ một khung sườn nó thật là hoàn chỉnh và đẩy xuống cho phần GPU. Thì nếu như bus RAM các bạn nó không đủ cao hoặc các bạn chỉ chạy RAM single channel thôi thì cái dữ liệu các bạn nó vẫn được đẩy đi một cách hoàn toàn bình thường, tuy nhiên nó sẽ không thể nào nhanh và đẹp được, tức là cái số khung hình các bạn đạt được chưa thể, nó sẽ không thể cao bằng được. Ví dụ nhá, bạn chỉ dùng RAM kiểu single channel thôi, bus 2133 thì có thể là GPU các bạn nó chỉ load được khoảng chừng khoảng 60% thôi. Thế nhưng khi các bạn đẩy lên thành dual channel và bus RAM các bạn đẩy lên 3200, có thể cái GPU các bạn có thể load được cao hơn nữa, 80% hoặc thậm chí có thể gần 100%. Thì khi đấy FPS chơi game các bạn nó sẽ cao hơn. Chuyển sang vấn đề thứ ba, đó chính là phần bo mạch chủ. Không sai đâu, đúng vậy, bo mạch chủ đấy. Bây giờ nhé, bo mạch chủ là nơi chúng ta có thể kết nối được cả CPU và phần VGA. Vậy thì bây giờ các bạn mua một CPU ví dụ như Core i9-10900, các bạn lắp lên một bo mạch chủ dòng B tầm trung, B460 tầm trung thì rõ ràng CPU các bạn nó không thể nào full load một cách gọi là mắc xung được. Tất nhiên nó full load được, thế nhưng xung nhịp của nó rất thấp. Thì đấy chính là hiện tượng nghẽn cổ chai, vấn đề các bạn tự bóp CPU các bạn lại. Tiếp theo nữa vấn đề về VGA. VGA các bạn nói chung là bây giờ bo mạch chủ nào cũng một khe X16 hết rồi. Thế nhưng nếu như các bạn quan tâm tới giải pháp đa cạc đồ họa thì sao? Các bạn có hai mẫu VGA thì sao? Thì các bạn chọn mua một bo mạch chủ nó chỉ có duy nhất một khe X16 thôi. Còn những khe còn lại nó chỉ là X4 hay thậm chí là X1 thì các bạn cắm kiểu gì? Các bạn đừng nhầm lẫn giữa kiểu NVLink này, Crossfire hay là SLI. Đấy chỉ là một phần trong giải pháp đa cạc đồ họa mà thôi, chứ nó không phải là một cái gì đó nó riêng biệt. Chẳng qua các nhà xuất tách riêng ra để nói cho nó màu mè nó hoa mỹ một tí thôi. Cái đa cạc đồ họa nó rộng hơn cái vấn đề này rất nhiều. Vì thế tiếp theo nữa đó chính là phần SSD. Các bạn có 2, 3 hoặc thậm chí 4 cái SSD mà các bạn chọn mua mẫu bo mạch chủ nó chỉ có duy nhất một cái SDM2, vậy thì 3 cái SSD các bạn nó vứt đi đâu? Các bạn sẽ phải mua thêm một số các cổng chuyển đổi nữa để có thể sử dụng. Thì đấy cũng là một phần của hiện tượng nghẽn cổ chai. Số khe RAM cũng vậy, bạn có một đống thanh RAM các bạn muốn sử dụng kiểu 64GB hay thậm chí 128, thế nhưng bo mạch chủ các bạn chỉ hỗ trợ có 32 thôi. Đấy cũng gây hiện tượng là nghẽn cổ chai, thiếu không đủ nhu cầu, thiếu các khe cắm để có thể sử dụng. CPU và VGA các bạn có thể coi như bộ não, vậy thì trái tim của hệ thống đó chính là về phần nguồn. Nguồn các bạn không nên kiểu đầu tư quá nhiều tiền cho phần CPU và GPU mà bỏ qua vấn đề về nguồn. Nguồn mua sao cho nó phù hợp,
tối thiểu nó phải gánh được cho cả CPU và GPU. Cách tính vô cùng đơn giản thôi, các bạn lấy TDP của CPU và GPU cộng lại với nhau, cộng thêm 200W, dư ra một tí. Thế nhưng các bạn phải chọn sao đúng với bộ nguồn, tối thiểu phải đạt chuẩn 80+, hoặc có thể các bạn mua các bộ nguồn như kiểu là Corsair này, Cooler Master này, hay thậm chí là Seasonic nữa, toàn các hãng lớn, nói chung là rất nhiều các hãng các bạn có thể tin tưởng và chọn mua. Các bạn không nên mua những bộ nguồn no name, các bộ nguồn với một thương hiệu Trung Quốc nào đó các bạn không biết, nó ghi kiểu bộ nguồn 700W các thứ, nhưng thực tế ra ấy, cái công suất của nó chắc chỉ khoảng được 300W là hết đát rồi. Thế nên bộ nguồn nó là trái tim hệ thống, trái tim khỏe thì hệ thống các bạn mới hoạt động một cách mượt mà. Vấn đề thứ năm mà mình biết có rất nhiều người không đồng tính mình, đó chính là vấn đề liên quan tới màn hình. Màn hình của các bạn nó không đủ tần số quét so với nhu cầu của mỗi người. Ví dụ bây giờ bạn một game thủ try hard, màn hình các bạn chỉ có 60Hz thôi, thế nhưng bộ máy các bạn có thể xuất ra được đến tận 200fps cơ. Thế nên một khoảng cách chênh lệch nhau rất nhiều, đúng không? Đấy chỉ là một phần trong vấn đề thôi. Có lẽ thì vấn đề này có thể một số bạn dễ tính có thể bỏ qua được. Vậy thì chúng ta sẽ chuyển đến vấn đề cuối cùng, đó chính là vấn đề liên quan tới cả CPU lẫn VGA. Tại sao mình không để cái vấn đề lên đầu? Cái vấn đề CPU và VGA ấy, nó thuộc cái gọi là vấn đề liên quan tới rất nhiều yếu tố. Đối với những bạn ấy, nhu cầu bạn nó không cần đến VGA, các bạn chỉ cần mẫu CPU để có thể làm việc được. Các bạn có thể mua mẫu CPU ví dụ kiểu Core i9-10900K hay Ryzen 9-3950X, sau đó các bạn mua mẫu VGA chỉ là xuất hình như GTX 1050 Ti, nó không vấn đề gì cả. Hoặc nhu cầu của bạn chỉ làm công việc liên quan GPU thôi, các bạn chỉ mẫu CPU gọi là Ryzen 3 hoặc là Intel Core i3, sau các bạn mua đến vài mẫu hoặc là bạn GTX 2080 Ti về, nó cũng không phải là vấn đề. Và việc các bạn lựa chọn, các bạn xem những cái trang như kiểu Bottleneck chẳng hạn, nó không chính xác đâu. Cách đây khoảng độ chừng khoảng 4 năm các bạn xem như đấy thì có thể nó chính xác một phần nào đó. Còn ở trong năm 2020 này hoặc những năm về sau, các bạn xem ở trên cái trang đấy, các bạn xem cho vui thì được. Nhưng nếu xem để lấy đó để làm mốc để các bạn đo đạc các linh kiện thì chắc chắn sai 100%. Vậy thì giải pháp như nào để cho các bạn lựa chọn các linh kiện sao chính xác nhất? Như ở đầu video thôi, các bạn nếu như quan tâm thì đường link ở ngay bên dưới mô tả video, các bạn click vào thì mình sẽ cân đo đong đếm linh kiện của các bạn. Đương nhiên nó hoàn toàn miễn phí và các bạn có thể tới trực tiếp tất cả các showroom của Alphard Computer thì bên mình sẽ tư vấn các linh kiện sao cho nó phù hợp với nhu cầu, giá thành cũng như là nếu phù hợp nhất đối với những các bạn. Đừng quên bấm like, share như subscribe kênh YouTube của Alphard Computer để không bỏ lỡ video clip mình tung ra trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.